2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, tỷ giá tăng cao, ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu chính và chuỗi cung ứng. Tồn kho cao nên các đơn đặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam giảm. Việt Nam giai đoạn đầu năm đối diện với vấn đề nguồn nhân lực thiếu, tình trạng kiệt sức, biến động do thời gian giãn cách dài. Cuối năm thì tình trạng thất nghiệp do ảnh hưởng xuất khẩu và thanh khoản, ảnh hưởng chung đến chi tiêu cá nhân. Trước tình hình đó, Tân Hiệp Phát tiếp tục nỗ lực thực hiện tối ưu hóa chi phí để có thể duy trì được thị trường, phục vụ khách hàng và duy trì vận hành doanh nghiệp ổn định. Mặt khác, công ty tiếp tục mạnh dạn đầu tư các yếu tố giúp tăng trưởng, phát triển tổ chức, tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo cách vận hành và duy trì môi trường cải tiến liên tục. Bên cạnh đó, cùng với những nỗ lực tiếp tục giữ đúng cam kết đầu tư cho con người và sản phẩm, Tân Hiệp Phát tiếp tục giữ vững 14 năm liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia, tạo giá trị từ sự thỏa mãn khách hàng nhờ kiểm soát tốt nhất về chất lượng sản phẩm, giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và hương vị tự nhiên nhất mà không sử dụng chất bảo quản. Đặc biệt, định hướng chiến lược thân thiện với môi trường. Song song với đó là những nỗ lực cải tiến liên tục, không chỉ trong vận hành phát triển con người, sản xuất, mà còn nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải, tái chế nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Để có thể đồng hành cùng người tiêu dùng trong suốt giai đoạn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cho đến nay, Tân Hiệp Phát đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hệ thống phân phối, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình Xé ngay trúng liền từ tháng 4 đến giữa tháng 7 với 200.000 giải thưởng nhằm tri ân khách hàng sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Chương trình đã trao tặng 9 giải thưởng, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng cho 9 khách hàng trúng thưởng giải triệu phú đến từ khắp miền trên cả nước và một giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải thưởng tỷ phú đến từ Long An. Nhiều giải pháp đã được triển khai để hỗ trợ cho hệ thống bán sỉ, bán lẻ của toàn chuỗi cung ứng. Việc ổn định sản xuất đã giúp Tân Hiệp Phát giữ được uy tín và cam kết với các thị trường xuất khẩu, tiếp tục mở rộng các thị trường khó tính như Canada, Hà Lan, Úc, Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản. Tân Hiệp Phát đã khởi động mở rộng thêm 3 lĩnh vực mới là giải pháp vượt qua thách thức, đáp ứng cam kết ổn định giá cho người tiêu dùng khi toàn bộ sản phẩm đầu vào và chuỗi cung ứng đều tăng giá. Trong năm 2022 đã có rất nhiều thay đổi về nhân sự, về sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, dẫn đến việc lao động có tâm lý hoang mang và tâm lý thay đổi công việc. Tân Hiệp Phát đã vượt qua và đi vào ổn định với đội ngũ ngày càng tinh nhuệ và sự vững tin vào tổ chức. Tân Hiệp Phát duy trì liên tục hoạt động đào tạo và cải tiến quản lý cấp trung, tăng cường kỹ năng lập chiến lược ở cấp cao và tăng cường hệ thống quản trị governance, tổ chức huấn luyện xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế. Với tầm nhìn xây dựng và triển khai chiến lược giai đoạn 2023-2025 với hai trụ cột chính là chuyển đổi tổ chức và tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào các ngành tạo chuỗi giá trị cho lĩnh vực nước uống. Hoạt động hướng tới kinh tế tuần hoàn được định hướng trong chiến lược kinh doanh của Tân Hiệp Phát từ năm 2013. Sau 10 năm áp dụng mô hình 3R, Reduce, Reuse, Recycle, từ năm 2013 đến năm 2022, Tân Hiệp Phát đã cắt giảm được hơn 70.000 tấn nhựa. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cắt giảm hơn 112.000 tấn nhựa vào năm 2027 và tiếp tục mở rộng kinh tế tuần hoàn, chung tay cùng doanh nghiệp tái chế nhựa. 28 năm hình thành và phát triển, Tân Hiệp Phát không thể không nhắc đến sự đồng hành từ quý đối tác, khách hàng là những cánh tay nối dài giúp Tân Hiệp Phát vượt qua những trở ngại khó khăn, tiến về phía trước. Và Tân Hiệp Phát cũng được ghi nhận là đối tác đáng tin cậy từ các đối tác. Trong cái thời gian dịch bệnh đó thì Tân Hiệp Phát, các cái phòng ban của Tân Hiệp Phát đã hỗ trợ rất là nhiệt thành. Và đặc biệt là các cái hợp đồng trong cái thời điểm đó Tân Hiệp Phát đã thực hiện rất là nhanh gọn. Đây là cái vấn đề cốt lõi mà để giúp cho Khôi Nguyên duy trì sản xuất và kịp thời giao hàng đến cho các khách hàng, trong đó có Tân Hiệp Phát trong cái tình hình dịch bệnh vừa qua. Cùng với niềm tin của các thành viên nội bộ Tân Hiệp Phát, của đối tác trong hệ thống phân phối, của khách hàng và của người tiêu dùng ngày càng được củng cố, giúp Tân Hiệp Phát vượt qua thách thức trong chặng đường tiến đến doanh nghiệp phát triển bền vững.
tháng 12 năm 2022, Tân Hiệp Phát được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hội đồng Doanh nghiệp và Sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Đúc kết lại những thành tựu của năm cũ với quá nhiều biến động của một năm lèo lái tổ chức đi qua những biến động lớn nhỏ liên tục dù chỉ 12 tháng. Năm 2022 đã khép lại với những thử thách tưởng chừng như khó có thể vượt qua. Với ý chí bền bỉ, sự truyền lửa và tinh thần hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai, tập thể các thành viên của đại gia đình Tân Hiệp Phát tại Bình Dương, Hà Nam, Chu Lai, Hậu Giang đã cùng nhau dốc hết sức mình, chiến đấu và gặt hái để ổn định tổ chức. Một nhiệm vụ rất thách thức và đầy tự hào. Và cùng với niềm tin của nội bộ với nhau, của hệ thống, của khách hàng và của người tiêu dùng được củng cố, cơ hội Tân Hiệp Phát vượt qua thách thức trong chặng đường doanh nghiệp phát triển bền vững, tiến đến Tân Hiệp Phát trường tồn 100 năm là một sứ mệnh của từng thành viên Tân Hiệp Phát. Năm 2023 với nhiều ẩn số đang chờ đón, nhưng với định hướng và sự kiên định, toàn bộ tổ chức đồng lòng nắm chặt tay nhau tiến vào năm 2023.